Hi, chào các bạn. Hôm nay tôi là hươu cao cổ tồn tại trong thế giới đầy ký sinh trùng. Chuyện gì đã xảy ra? Liệu tôi có bị ký sinh hay không? Bây giờ xin mời các bạn cùng theo dõi. Vâng, ban đầu tôi chỉ là một con hươu cao cổ bình thường. Tôi sống với muôn loại động vật khác. Nhưng cho tới một ngày, từ trên bầu trời một thứ vật thể kỳ lạ hình tròn đã rơi xuống mặt đất. Chuyện chẳng có gì đáng kể nếu như từ cái vật thể bay đó không xuất hiện những thứ sinh vật nhúc nhích bò về phía của chúng tôi. Hay quá, hay quá. Cuối cùng chúng ta cũng rơi xuống một hành tinh sống có rất nhiều sinh vật. Kìa kìa, bọn chúng ở đằng kia kìa. Mau tới đó, chiếm lấy thân thể bọn chúng làm vật chủ đi. Lúc này các bạn có thể nhìn thấy phía trái màn hình có hai thanh. Một thanh đây chính là sự tỉnh táo của tôi, còn một thanh cạn chính là sự nhiễm virus. Và mọi thứ đang rất yên bình, đột nhiên có một tiếng hét. Sau đó tôi quay lại thì thấy những thứ gì đó nhúc nhích đang cố gắng tấn công, chui vào trong cơ thể của những sinh vật quanh tôi. Tôi vô cùng sợ hãi. Kiki, có một sinh vật cao cổ to quá, nó là của ta, ta sẽ chiếm nó chủ thể, đừng giành với ta. Không, bọn chúng đang nhắm tới tôi. Chết đi, lũ quái dị này bắt đầu cắn, thui và tạo lỗ hổng lên người của tôi để hòng bọn chúng chui vào. Nhưng may mắn tôi có đôi chân cực khỏe đã giảm chết bọn chúng. Nhưng qua, lúc này người của tôi bị thương chăng chích, sự tỉnh táo của tôi cũng bắt đầu giảm xuống. Những động vật khác, bọn chúng đều bị giết chết, bị chiếm lấy cơ thể. Không ổn rồi, tôi phải rời khỏi đây gấp. Nếu không, những loài khác, khi bọn chúng bị khống chế và ký sinh hoàn toàn, bọn chúng sẽ xé xác tôi mất. Càng chạy, vết thương của tôi chảy máu càng nhiều, khiến cho thanh tỉnh táo của tôi càng ngày càng giảm dần. Không được rồi, một tí nữa cứ như vậy, tôi sẽ xỉu mất. Nước, đúng rồi, tôi sẽ làm cho mình tỉnh táo hơn. Ta ngửi có mùi thịt sống. Đây rồi, ta phát hiện một con mồi thật bự. Ta sẽ xé xác ngươi, chiếm lấy cơ thể của ngươi làm vật chủ mới. Cái quái quỷ gì vậy? Chết tiệt, ngươi là ai? Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại muốn giết ta? Ngươi không cần phải biết, chết đi. Sao tìm hoài mà không thấy sinh vật nào hết vậy? Đau quá. Gì thế kìa, bự quá. Tôi bị một thứ kỳ quái tấn công bất ngờ. Không lẽ thứ sinh vật đó bị ký sinh trùng ký sinh vào người? Khổ kiếp, tôi rơi từ trên cao xuống khiến chân của tôi bị gãy và không thể di chuyển được. Nhưng qua, sự tỉnh táo của tôi đã mất đi hoàn toàn rồi. Đúng là ông trời giúp ta, những đồng loại ký sinh khác của ta đứa nào cũng tìm được chủ thể, ta tìm mãi mà không được. Cuối cùng ông trời lại cho ta một thứ to lớn như thế này. Vậy thì ta sẽ chiếm lấy cơ thể của ngươi, ngươi sẽ thuộc về ta mãi mãi. Vậy là chuyện kinh hoàng nhất cuộc đời của tôi cũng đã xảy ra. Tôi vẫn không thể nào thoát được cái lũ quái quỷ ký sinh đó. Và cuối cùng, trong lúc tôi bị thương không thể đi được, một con ký sinh trùng ngoài hành tinh đã chui vào trong cơ thể tôi, biến tôi thành một hình hài gớm kiếp. Hay lắm. Cuối cùng ta cũng đã có được cơ thể mới rồi. Được rồi, đến lúc đi xé xác những động vật khác để bồi dưỡng cơ thể này thôi. Cái thanh tỉnh táo đã mất đi hoàn toàn, còn cái thanh bị nhiễm ký sinh đã tăng lên rất đầy, khiến tôi không còn là tôi nữa. Sau đó, cái thứ ký sinh trong cơ thể của tôi bắt đầu điều khiển tôi. Ta tìm thấy ngươi rồi, thì ra ngươi rớt xuống đây. Chết tiệt, con hươu cao cổ kia. Ngươi kẻ nào vậy? Thì ra là một sinh vật đã bị ký sinh rồi à. Ngươi không mau đi tìm thức ăn đi, ngươi nhìn ta làm gì mà đắm đuối vậy? Chết tiệt, con hươu cao cổ đó ta phát hiện trước, nó to lớn. Ta muốn đổi từ cơ thể ngự vằn này sang cơ thể của nó. Vậy mà ngươi đâu xuất hiện và chiếm lấy nó phỏng tay trên của ta vậy? Gì chứ, ngươi đã có chủ thể rồi mà còn thật tham lam, muốn chiếm thêm một chủ thể thứ hai nữa.
tao sẽ đẩy mình ra cơ thể đó, rồi tao sẽ chiếm lấy cơ thể đó. Thật không ngờ những thứ ký sinh trùng quái lạ này, bọn chúng không hề nhường nhịn nhau vì là đồng loại, mà bọn chúng lại muốn tranh giành giết chết lẫn nhau vì vật chủ. Kết quả sau đó, hai bọn chúng đã lao vào nhau, cắn xé và muốn giết chết lẫn nhau. Về phía của cơ thể tôi bị chiếm đoạt, lúc này đã phát ra một sức mạnh vô cùng kỳ lạ mà tôi chưa bao giờ có được. Không lẽ những ký sinh ngoài hành tinh này lợi hại đến như thế hay sao? Không những bọn chúng có thể khống chế hoàn toàn bản thân của tôi, mà còn chứa tôi có một khả năng, đó chính là tạo ra dung nham từ dưới mặt đất, nung chết những kẻ thù nào đối đầu với bọn chúng. Tệ kiếp ngươi, ta sẽ đẩy ngươi ra khỏi cơ thể con hồ cao cổ đó, giết chết ngươi, rồi chiếm lấy thân xác đó sẽ thuộc về ta. Cái gì? Đồ xấu xa, đồ ích kỷ này. Ngươi thật tham lam, thứ tham lam như ngươi, ta sẽ xé xác ăn thịt ngươi. Ngươi đừng hòng chiếm lấy vật chủ của ta. Cuộc chiến diễn ra rất nhiều ngày, hai bên đều cân tài cân sức, nhưng chuyện gì đến cũng phải đến. Cuối cùng, thứ ngựa vàng ký sinh trùng kia đã đẩy con ký sinh trùng ra khỏi cơ thể của tôi. Nhưng đổi lại, nó đã bị mất mạng. God damn. Sự tỉnh táo của tôi dần dần đã có lại. Tôi làm chủ được bản thân của mình. Sao người tôi trở nên đen thui, gớm ghiếc thế này? Nhưng khoan, cái thành ký sinh vẫn còn đầy. Không lẽ cơ thể của tôi vẫn còn nhiễm chất độc ký sinh? Chết tiệt! Yeah, lũ voi, các ngươi sẽ trở thành bữa trưa của ta. Ngon quá đi, thịt mà đã. Thịt chết tiệt kia, mau dừng lại. Ngươi đừng hòng sát hại những sinh vật vô tội ở đây. Tên khốn nào to gan dám lớn tiếng ngăn cản ta. Vì thế này, cũng là một động vật cao cổ bị ký sinh à. Ngươi muốn tới đây giành thức ăn với ta à? Thì ra là thứ quái vật heo ký sinh. Cầm mồm ngươi lại. Ta không phải tới đây để giành thức ăn với ngươi. Ta tới đây để tiêu diệt ngươi. Cái gì? Tất cả chúng ta đều là quái vật ký sinh du cho xét. Ngươi kiếm thức ăn của ngươi, ta kiếm thức ăn của ta. Ở đây bao la, mặc mớ gì ngươi phải muốn giết ta? Gì chứ? Du cho xét thì ra đó là tên của những ký sinh trùng khốn kiếp các ngươi. Ngươi đừng có tưởng ta bị ký sinh. Ta đã loại bỏ thứ ký sinh ra khỏi cơ thể của ta rồi. Mặc dù cơ thể của ta vẫn bị nhiễm chất độc ký sinh, nhưng ta vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Cái gì chứ? Ngươi có thể đẩy được ký sinh trùng bọn ta ra khỏi cơ thể à? Không thể nào có chuyện như vậy được. Ngươi nói không sai. Ta không thể nào đẩy được thứ đó ra, bởi vì ta đã bị hắn khống chế hoàn toàn. Nhưng chính một đồng loại của các ngươi, hắn vì tranh giành cơ thể này nên nó vô tình đẩy thứ ký sinh trùng trong cơ thể của ta ra, và ta hoàn toàn tỉnh táo và làm chủ được bản thân của mình. Đến lúc rồi, ta không nói nhiều với ngươi nữa, ta sẽ kết thúc ngươi để cứu lấy bầy voi ở đây. Chết tiệt! Vậy là cơ thể của ngươi là một cơ thể trống. Nhìn cơ thể của ngươi thật là cao to. Ta muốn chuyển sang ký sinh từ cơ thể heo này qua cơ thể cao cổ của ngươi đó. Lại đây! Ngươi lo cái mạng của ngươi trước đi. Ở đó đừng tham vọng muốn ký sinh vào người của ta. Ta sẽ cho người thấy được sức mạnh chính loại ký sinh các người đã tạo lên cơ thể của ta là như thế nào. Chết tiệt, mày làm tao đau rồi đó. Ô kiếp, ta phải giết chết mày. Nếu mày còn sống, chắc chắn mày sẽ gây hại cho loài ký sinh ngoài hành tinh bọn tao. Mau, chịu chết đi. Có lẽ đây chính là ý trời. Lũ khốn kiếp chúng mày ở đâu xâm nhập vào hành tinh bọn tao, gieo rắc nỗi kinh hoàng, khiến cho muôn loài phải trở thành vật chủ của chúng mày. Thì ông trời đã tạo cho tao một cơ hội sống sót, để tao có thể tiêu diệt lại lũ chúng mày. Wow! Thắng rồi, mình đã chính tay giết chết một thứ quái vật heo ký sinh trùng rồi. Hay lắm, được rồi. Mọi người, kể từ nay, mọi người sẽ không còn phải sợ, sẽ không còn phải bỏ chạy khỏi quê hương của mình đâu. Tôi sẽ giúp mọi người đẩy lùi lũ khốn kiếp đó ra khỏi nơi đây.